Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Chúc các bạn một ngày mới thật là vui vẻ. Hôm nay mình sẽ làm một cái clip mà dựa vào hai câu hỏi của hai bạn có comment trên kênh YouTube của mình. Đó là bạn Vĩ Hào Lê, bạn có hỏi là cô ra clip pha màu và phối màu cho các bạn cơ bản đi cô. Và câu hỏi thứ hai của bạn Thảo Trần là cô có thể cho em xin một vài công thức pha màu lạ có thể ứng dụng trong nhiều bài trang trí được không ạ? Hai câu hỏi này mình sẽ gộp thành một nội dung và trả lời cho câu hỏi của cả hai bạn, cũng như là các bạn nào có cùng thắc mắc giống như hai bạn này. Mời các bạn cùng theo dõi nhé. Xem qua cái khối tài sản kết sổ của mình nha. Và đây là tài sản của mình đây, những cái lọ màu Pentel với rất là nhiều màu khác nhau. Mình xài màu này rất là nhiều năm rồi và mình rất là ưng ý cái loại màu này. Tuy rằng cái giá thành nó hơi mắc một tí, nhưng mà cái chất lượng á, rất là vừa ý mình. Khi mà mình pha, mình tô lên bài á, thì cái độ che phủ nó có này, nó cao này, cái độ dày nó tốt này, tô lên nó không bị loãng quá nhiều này. Độ tươi nó có này, và đặc biệt là khi mà mình lên màu á, nó lên đúng độ các bạn. Đây là những cái màu mà mình đã mua lần dành dụm nhiều lần mà có, chứ không phải là mình mua một lần hết những cái lọ như thế này. Có những màu mà mình xài chưa hết, và có những màu mà mình pha mới ra. Ví dụ như màu này nè, mình có pha trong cái clip cũ này, mình đã sử dụng rồi nên nó đã khô rồi các bạn ha. Có những màu mà mình phải đi săn, đi tìm những cái màu lạ. Ví dụ như là cái màu này đó. Nó không có trong cái hộp 12 màu mà mình hay mua đúng không? Đây là màu xanh số 72, hoặc là cái màu này, màu rau umber số 75, và nhiều màu khác nữa. Mình mời các bạn xem lại một lần nữa cái tài sản của mình nhé. Mình có tìm hiểu trên thị trường thì có cái loại màu poster của hãng Vivid của Hàn Quốc, thì cái màu này khá là phù hợp với các bạn nào mà đang tập tành vẽ môn trang trí màu. Tại vì cái màu này nó có sẵn 12 màu, mà một hộp như thế này giá chỉ có 120.000 đồng thôi. Chúng ta có sẵn một hộp màu có đủ loại màu này đối với các bạn nào mà đang bắt đầu tập tành học vẽ ha. Thì trong này nó có sẵn cái cây mút màu luôn. Cái nào mình có thì mình mới có nha. Ví dụ như cái màu đen và màu trắng này thì mình không thích lắm. Cái màu đen này nó không có đủ độ đen tuyền như là màu poster của Pentel, và nó cũng không có sánh của màu trắng này, nó không sánh trắng bằng cái màu Pentel. Tuy nhiên các màu còn lại đều rất là tốt ha. Màu rất là sánh, tươi và chất lượng chắc chắn là tốt rồi, mình thử rồi. Hơi loãng một tí thôi, nhưng mà cái độ tươi rất là tốt. Đây là một cái sự lựa chọn khá là phù hợp với các bạn nào mà đang tập tành mới học cái môn trang trí màu. Các bạn có thể tham khảo cái màu này nhé. Bây giờ chúng ta sẽ vào nội dung chính của clip ngày hôm nay, đó chính là pha màu. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách pha ra màu đẹp và lạ. Nếu như các bạn yêu thích những màu hè rực rỡ thì chúng ta có gam màu tương phản này. Ở đây chúng ta có tất cả là 8 cột màu và mình sẽ pha lại màu số 1 trước nhé. Ở cột số 1 chúng ta cần phải có màu xanh lá số 18 này, màu xanh cobalt blue số 23 và màu đen. Ba màu cộng lại chúng ta sẽ có màu ở cột số 1 thôi ha, rất là dễ. Đầu tiên chúng ta sẽ lấy màu xanh lá số 18 ra trước, nhích ra trên palette. Sau đó chúng ta sẽ lấy một chút màu xanh cobalt blue ra, và cuối cùng là lấy một chút màu đen chúng ta để ra. Tiếp theo là chúng ta sẽ phải trộn ba cái màu này lại với nhau theo thứ tự là màu xanh lá nhiều nhất, tiếp đến là màu xanh cobalt, và cuối cùng là chúng ta sẽ thêm một chút màu đen để tăng cái độ tối của màu này. Các bạn thấy không, chúng ta phải khuấy rất là nhuyễn
tay mình khuấy nó muốn gãy luôn rồi, nó lắm, ta phải xem coi là nó có giống với bài mẫu không nhá. Rồi bài này, cái màu này nó chưa đủ độ đen cho nên là mình đã cho thêm một chút đen. Các bạn lưu ý là cái màu sắc xanh á, khi mà nó ướt tưởng chừng nó rất là đậm nhưng thực ra cái khô nó sáng lên một chút đó. Rồi mình lại khuấy thêm chút nữa, sau đó mình lại thêm chút đen tại vì nó chưa đủ độ lắm. Rồi, sau đó mình sẽ khuấy thật là nhuyễn vô. Khi nào mình thấy ok là mình sẽ bắt đầu mình thử lên giấy. Nào chúng ta hãy cùng thử lên giấy coi là cái màu này nó đã giống với cái màu trên bài mẫu chưa nha. Rồi các bạn so sánh coi là giống chứ nè, họ khá là giống ha. Ta sẽ đợi xem. Cột số 2 là mình sẽ lấy lại màu của cột số 1 và mình cho một chút màu xanh 72, màu nâu số 8 và màu trắng. Ba màu này á mình không có pha trực tiếp vào cái vũng màu hồi nãy đâu, mà mình sẽ lấy nó ra trên palette để cho mình dễ canh màu ha. Lấy màu xanh ra này, rồi lấy một chút màu trắng ra. Trước tiên là sẽ lấy màu xanh pha vào trước để cho cái màu này nó chuyển về màu xanh da trời và nó sáng lên. Rồi tiếp đến mình cho màu trắng vào để cho cái màu này nó sáng lên nữa. Cuối cùng mình mới cho một chút màu nâu vào nha các bạn. Tại vì canh sáng nó trước rồi mới cho màu khác vào thì nó mới dễ nha. Rồi khoái không làm gì hết mà chỉ khoái thôi. Rồi lại xanh rồi lại trắng này cho nó sáng với cái độ mà mình mong muốn. Rồi xong rồi mình sẽ thử lên giấy coi là nó đúng độ này chưa nhé. Tan, rồi đợi nó khô một tí. Thôi, quá là giống luôn các bạn. Chúng ta đợi khô một tí là nó sẽ giống thôi. Ở cột số 3 là mình sẽ lấy lại màu cột số 2 và mình sẽ tăng thêm màu 72 vào. Tiếp đó là màu 73 và màu trắng. Trước mắt là mình sẽ lấy màu 73 ra và cho vào cái hỗn hợp này trước để cho cái màu này nó ngã về cái màu xanh ngọc. Tiếp đến là mình sẽ cho trắng vào để cho nó sáng lên và thêm màu xanh 72 vào để kìm màu này lại. Cứ thế chúng ta sẽ khuấy trộn đều lên để cho cái hỗn hợp này nó nhuyễn ra ha. Và trong ba màu này chúng ta sẽ canh đi canh lại đến khi nào mà nó đạt được độ sáng và cái độ sắc màu nó chuyển về xanh giống như là cái màu mẫu. Do là mình thấy cái màu này chưa đủ độ của màu 73 cho nên là mình sẽ cho thêm vào ha. Rồi cứ thế khuấy lên đến khi nào mình thấy đủ thì thôi. Rồi thêm trắng nào để cho nó sáng lên. Rồi chúng ta sẽ khuấy đến khi nào mình thấy đủ. Ok, mình thấy được rồi đó và mình sẽ tô thử lên giấy ha. Rồi các bạn ơi, các bạn sẽ phải đợi nó khô rồi mình so sánh mới được nha. Còn giờ các bạn xem tạm thôi. Ok, xong rồi. Hàng số 4 là mình sẽ lấy màu da số 4 với màu vàng số 1 và màu trắng. Mình sẽ nhấn tất cả các màu này ra cái palette trước. Trước tiên là màu trắng nè. Rồi nhấn tới màu da. Rồi sau đó là mình sẽ lấy màu vàng ra. Lấy màu trắng làm chủ đạo thì mình mới cho cái màu da này vào một ít. Rồi tới màu vàng số 1. Nhớ là chúng ta sẽ cho cái màu trắng nhiều nhất nha. Khoái thử ra, chúng ta thử lên giấy coi nó giống chưa nha. Sau khi so sánh thì chúng ta thấy cái màu này nó hơi đậm một tí, cho nên là mình sẽ cho thêm một chút màu trắng vào cái hỗn hợp màu này để cho nó sáng lên. Và mình thử lên cái giấy thử. Rồi, quan sát từ xa thì chúng ta thấy khá là giống rồi ha. Mình đợi nó khô một tí thôi. Ở cột ngắn thứ 5 thì mình sẽ lấy màu da cam số 3, màu trắng và màu vàng số 1. Mình sẽ lấy ba màu này ra hết trên palette. Ok, sau khi lấy ra hết xong thì mình sẽ trộn ba màu này theo thứ tự là màu da cam là nhiều nhất, kế đến là màu vàng số 1 và màu trắng là cuối cùng. Mình sẽ trộn cho đến khi nào mình thấy cái màu này nhuyễn và cái sắc độ cũng như là độ ánh màu nó giống nhất với cái màu mẫu số 5 trên cái bài mẫu. Xong rồi, chúng ta sẽ cùng thử lên giấy nhé. Ok, khá là giống rồi đó các bạn. Còn màu ở cột thứ 6 thì mình sẽ lấy lại màu cột thứ 5 và mình cho thêm vào màu Opera số 66.
À, cái màu này như vậy các bạn, mặt trên của nó có lớp nước hơi đục, cho nên là mình phải nghiêng lọ để lấy màu bên trong cho sạch ha. Các bạn cứ cho vào đến khi nào mà mình thấy cái độ ánh màu nó gần giống nhất với cái màu mẫu là được. Các bạn thấy đó là mình cho vào liên tục, và mỗi lần cho là mình cho ít thôi để mình có thể canh cho dễ hơn. Rồi, thêm chút nữa nè. Đến lúc thử lên giấy thử rồi, các bạn thấy đó. À, sau khi tôi lên thì ta thấy là cái màu này nó khá là giống với màu mẫu. Để pha ra màu cột số 7 thì mình sẽ lấy màu cột số 6 cộng thêm 2 lần màu 66, màu trắng, màu tím 65 và màu sepia số 64. Trước mắt là mình sẽ cho tăng cường màu 66 lên. Rồi sau đó là màu tím 65 và màu nâu sepia số 64. Rồi khuấy lên đều nào. Mình thấy cái màu này nó hơi đục cho nên là mình sẽ cho thêm màu hồng số 6 để cho nó tươi lên. Và một ít màu trắng để cho nó sáng lên một chút. Nhưng mà mình cộng ít trắng thôi, coi chừng bị bạc. Rồi chúng ta thử lên giấy thử nha. Ok, đó chính là màu này, chúng ta đợi khô nữa nhé. Để pha ra màu số 8 thì mình sẽ lấy lại màu số 7 và cộng tăng thêm 2 lần màu tím 65, màu nâu sepia số 64. Trước mắt là mình sẽ cộng màu nâu sepia vào để cho cái màu này nó sậm xuống và nó chuyển về màu nâu. Tiếp đó là mình sẽ cộng thêm màu tím vào để cho cái màu này nó có được cái độ đượm thấm. Rồi chúng ta thử đi cho thử nha. Các bạn thấy đó khá là giống rồi ha. Mời các bạn coi lại các màu nhé. Trở lại với gam màu cơ bản thì mình có em gam lạnh mát mẻ này. Trước mắt là mình sẽ pha màu số 1 trước ha. Màu số 1 các bạn phải có là màu Common Blue số 23, màu tím Amber số 68, hoặc các bạn có thể thấy bằng màu tím 65 và màu đen. Mình lấy màu xanh Cobalt ra trước. Tại vì cái màu này mình sẽ sử dụng màu xanh này làm chủ đạo. Rồi mình pha một chút màu tím vào để cho cái màu xanh của mình nó có được độ sẫm, độ tối mà mình cần. Và tiếp đó là mình sẽ cho màu đen vào để cho cái màu này nó tối nhất có thể. Tất nhiên là mình sẽ canh chừng để cho cái màu mình nó không quá đen. Qua camera các bạn thấy là cái màu mình đang pha và cái màu mình đã pha rồi trên cái bài mẫu á, nó có vẻ như rất là đen. Thực tế không phải vậy đâu các bạn, nó bên ngoài nó xanh hơn một chút á. Cái công đoạn này là mình pha màu nên các bạn có thể theo dõi tiếp và mình không có thuyết minh phần này nha. Rồi, mình thấy cũng tạm được và mình sẽ thử nó lên giấy thử sau khi đã cho thêm một xíu màu đen vào. Coi nè, coi có ổn không nha. À, cái đoạn này mình thấy do là mình thấy là cái màu của mình nó có vẻ như là nó đạt được độ tối như là cái bài mẫu, nhưng mà sau khi phát hiện ra cái màu này khi sáng lên nó không có đúng độ thì mình lại cho màu đen vào. Các bạn lưu ý là cái màu xanh đó khi nó ướt tưởng chừng rất là đậm nhưng mà thường ra là nó không có đậm lắm đâu. Rồi quét lên lần nữa. Ok, chúng ta hãy xoắn với màu gốc coi nó giống không. Thứ hai là mình pha từ màu số 1 và mình cho thêm xanh 72, màu Cobalt Blue 23 và màu trắng. Đó, trước mắt là mình sẽ lấy ba màu này ra, phải lấy cái đã. Đó, màu xanh của mình dễ thương quá, rất là sạch luôn. Để cho phòng ngừa là mình có pha sai thì mình sẽ lấy cái màu số 1 một ít ra một bên để mình pha.
và cho hai màu xanh vào trước để cho cái màu này nó chuyển về màu xanh, bớt màu đen đi. Tiếp đó là mình cho màu trắng vào để tăng cái độ sáng của màu này lên. Nếu như màu số 1 là mình áp dụng vào cái phần tối nhất của màu nền thì màu số 2 là phần tối nhì của màu nền đó các bạn. Rồi trong hai màu này mình sẽ cho đến khi nào mình thấy nó vừa đủ thì thôi. Rồi, chúng ta thử lên giấy thử nha. Có vẻ là chưa đủ độ tối cho nên là mình sẽ cho màu số 1 vào một ít lại. Rồi chúng ta so sánh thử cái màu gốc. Ok, khá là giống rồi ha, đợi nó khô thôi. Màu số 3 là mình pha từ màu số 2 và cộng thêm màu xanh lá Viridian số 18. Mình lấy một chút màu số 2 ra để phòng mình pha bị lố quá thì mình còn có màu số 2 mình cho thêm lại. Rồi cho màu xanh 18 vào và khuấy đều. Các bạn thấy mình khuấy rất là đều ha. Mình cũng phải cho thêm một chút màu trắng vào để cho cái màu này sáng lên. Đảm bảo là màu số 3 này nó phải sáng độ hơn so với màu số 2. Rồi chúng ta thử lên giấy. Đợi nó khô một tí là các bạn sẽ thấy rất là giống thôi. Vớt vát một chút à. Màu số 4 là mình pha từ màu số 3 và mình cộng thêm màu Yellow Ochre số 6. Cái màu này người ta còn gọi là màu vành đất hay là đất vàng á. Các bạn thấy đó, khi mà mình cộng màu đất vàng này vào thì cái màu xanh của mình nó chuyển về xanh lá nhưng mà nó hơi héo. Cũng khá là lạ ha. À, các bạn cũng phải cộng thêm màu trắng vào để cho cái màu này nó tăng độ sáng lên. Và mình nghĩ là mình sẽ cộng thêm rất là nhiều trắng. Đồng thời với việc cộng trắng là các bạn cũng phải canh chỉnh cái màu vàng đất này vào. Mình nghĩ là đã ổn rồi và chúng ta sẽ thử lên giấy thôi. Để mà pha ra màu số 5 á, mình lấy lại màu số 4 và cộng thêm màu vàng chanh số 1, cộng thêm một chút trắng nữa. Rồi lấy màu vàng chanh và màu trắng ra thì mình sẽ cộng màu vàng chanh vào trước để cho cái màu này nó chuyển về cái màu lá mạ và thêm một chút màu trắng vào để cho màu này nó sáng lên. Các bạn để ý là ngay từ lúc mà mình đã cộng màu Yellow Ochre vào á, thì cái hệ xanh lá của mình nó không còn là hệ xanh mà các bạn thường thấy ở trong phòng sắc nữa. Nhìn nó rất là lạ. Cái màu này là mình sẽ cộng rất là nhiều trắng ha. Rồi tôi thử lên giấy nè. Trong vậy thôi, khi mà nó khô nó sẽ rất là giống mà các bạn.
Để pha tông số 6 thì cực kỳ dễ, mình sẽ lấy màu số 5 và cộng thêm 2 lần màu vàng chanh số 1 và cộng thêm nhiều trắng. À, có sẵn rồi, mình chỉ cần lấy vô bỏ thêm thôi. Bỏ một chút màu trắng vào. Và mình nghĩ là sẽ bỏ rất là nhiều màu vàng chanh vào. Cái màu này á, là mình sẽ thử áp dụng vào cái những cái điểm nhấn trong bài á. Vì nó rất là sáng, rất là bắt mắt luôn. Có vẻ là mình đã bỏ màu trắng hơi lố cho nên là mình sẽ cộng thêm màu số 1 lại. Ui, thử thôi nào. Nhìn lên trên palette có vẻ nó sáng à, khi mà tôi lên giấy là lại có cái độ ánh vàng rõ hơn ha, các bạn thấy không? Rất là khó đối phó với màu này. Giống rồi đó các bạn. Màu số 7 là mình lấy từ màu số 3 cộng thêm một ít màu xanh 72. Mình đã lường trước được thế sự cho nên mình có trừ lại màu số 3 để mà pha ra màu này. À, chúng ta sẽ cộng thêm một ít màu trắng vào để nâng sáng nó lên và cộng thêm màu vàng chanh số 1. Để cho cái màu này khi mà tăng sáng lên nó sẽ có cái độ nó vừa ánh cái màu xanh da trời, nó vừa ánh một chút cái màu hơi la lá lên. Cái độ ánh màu nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều so với các bạn chỉ có cộng màu xanh da trời với trắng, nhìn nó hơi bạc. Còn cái màu này khi mà mình tăng sáng lên thì nó sẽ không bị bạc, là do là có được cái màu vàng, có được màu vàng trong này nó cứu màu. Rồi tôi thử lên coi thế nào. Có vẻ cái màu này nó hơi tối cho nên là mình quyết định cộng thêm một chút màu trắng vào cho nó sáng lên. Rồi mình tô chậm lên cái lớp cũ này. Rồi đợi một chút nó khô là các bạn sẽ thấy giống giống thôi à. Hy vọng vậy. Màu số 8 là mình lấy từ màu số 7 cộng thêm màu tím over 68. Các bạn không có số 8 thì các bạn có thể lấy màu tím 65 thay thế. Cái màu tím over này nó làm cho cái hỗn hợp màu hồi nãy sậm tối xuống một chút. Và cái màu này mình thử áp dụng vào những cái phần mà nó trung gian sáng trong bài. Rồi tôi thử lên giấy thử. Đợi khô một chút các bạn sẽ thấy rất là giống. Bây giờ mình sẽ xem tạm tạm thôi. Cũng khá là giống rồi ha. Rồi mời các bạn coi lại lần nữa tất cả các màu mà mình đã pha. Mời các bạn đến với em gam nóng trầm xinh đẹp mà lạ lùng này. Ở đây có 8 màu và mình sẽ chỉ các bạn cách pha màu số 1 trước ha. Ở màu số 1 các bạn cần phải có màu sepia số 64, màu đỏ số 11 này, màu tím mauve số 68 và màu đen. Cái màu số 1 này là nó hướng về màu nâu nhiều nhất cho nên là mình sẽ lấy màu nâu ra trước và theo đó cái thành phần màu nâu nó cũng sẽ nhiều hơn là những màu còn lại. Bởi vì mình muốn cái màu này nó ấm lên một tí cho nên là mình sẽ cho một chút màu đỏ vào. Cho màu tím vào để cho cái màu này nó đạt được độ sậm dịu, không bị nóng quá. Và màu đen mục đích để làm cho cái màu này nó tối xuống, cái độ tối nó sẽ đạt được cái độ mà mình muốn. Và cái màu này mình thường áp dụng vào những cái phần nền tối nhất của cái bài vẽ. Vì còn lại là các bạn sẽ canh liều lượng từng màu sao cho nó pha ra được cái màu mà nó gần giống nhất so với cái màu mẫu ha. Còn nữa là nếu các bạn thấy mình không có cái màu tím 68 thì các bạn có thể lấy màu tím 65 thay thế cũng được ha.
mình cho nhiều đen nhưng mà mình cũng rất là cẩn thận, sợ nó bị đen quá, cho nên mình cũng rất là tỉ mỉ chỗ này. Rồi, tô thật lên giấy. Các bạn lưu ý là mình sẽ đợi khô một tí là mình sẽ thấy nó giống thôi ha. Còn bây giờ nó sẽ hơi sậm một tí so với cái màu mẫu. Cái đó không sao đâu, khá giống rồi ha. Số 2 là mình lấy từ màu số 1 cộng thăng thêm cái màu sepia 64, màu đỏ số 11, màu râu umber 75 và màu trắng. Trước mắt là mình nhích cái màu romper ra trước, tại vì mình chưa có màu này. Rồi màu trắng. Các bạn biết tính mình ở đó, mình rất là cẩn thận, mình sợ là mình pha sai, cho nên là mình chỉ nhích một ít cái màu số 1 ra thôi. Lỡ như có sai thì mình còn có cái màu để mà mình làm lại. Các bạn thấy mình pha liên tục và không thấy mình chấm nước, nhưng thực ra mình có chấm nước nha quý vị, chứ không phải không chấm nước đâu, không chấm nước không có tan đâu. Cái màu mà khó căn chỉnh nhất á, không phải là cái màu ở số 1 hay là màu sáng nhất, mà màu số 2 cạnh màu tốt nhất là cái màu mà nó khó căn sắc độ nhất. Bởi vì mình phải căn sao mà nó sáng hơn màu số 1 mà nó không được sáng quá. Rồi chúng ta sẽ thử lên giấy coi là cái màu này như thế nào. Các bạn lưu ý là cái màu này còn đậm, còn sậm, còn ướt, cho nên là mình sẽ đợi nó khô rồi mình mới sánh cho thật là chính xác nha. Màu cổ số 3 là mình lấy từ màu số 2 và cộng tăng thêm màu Rumber 75, cộng thêm màu Ochre số 6 và cộng thêm màu trắng. Màu 75 có sẵn rồi cho nên là mình chỉ cho thêm vào. Rồi lấy thêm màu Ochre ra bỏ vào. À, nếu các bạn đã từng xài cái màu ochre này, các bạn sẽ thấy mỗi lần nhích màu ra là chỉ muốn buốt cái răng thôi. Giống như trong đó nó có mấy hạt sạn gì á, mới nhắc là thấy buốt răng rồi. Nhưng mà mỗi lần pha nó với những màu khác á thì nó sẽ cho ra những màu đẹp, cho nên là mình cũng hay thích xài cái màu này. Tay mình điêu luyện cho các bạn thấy không? Một tay pha, một tay lấy màu. Ok, tô lên đây nào. Má giống nhau màu nhé. Rồi, hy vọng là sẽ giống thôi. Ok, khá là giống rồi đó các bạn. Tuyệt vời luôn. Màu số 4 là mình lấy từ màu số 3 cộng thêm màu Yellow Ochre số 6, màu da số 4 và màu trắng. Đây là màu không thể thiếu ha. Mình sẽ cho cái màu yellow này vào để cho nó ngả về màu vàng trước. Tiếp đến là mình sẽ cho cái màu da vào. Trong màu da này nó có màu da cam á, cho nên là nó sẽ làm cho cái màu của mình nó ấm ngọt lên,
không sợ bị tái. Các bạn quan sát là mình đã cho cái màu da vào rất là nhiều, và mình cũng cho thêm màu trắng để nâng độ sáng nó lên. Cái màu này á, mình thử áp dụng vào những cái phần mà nó gần với chính. Rồi tôi thử lên coi có giống không nhé. Ok, khá là giống màu đó các bạn. Màu số 5 là mình lấy từ màu số 4, mình cộng thêm màu da số 4, màu hồng opera số 66, màu vàng số 12 và màu trắng. Đầu tiên là lấy cái màu số 4 ra một ít âm bên ngoài trước. Mình sẽ pha trên cái vũng nhỏ 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 này. Rồi cho màu da vào, cho màu trắng vào để cho nó tăng sáng lên. Thêm một chút màu hồng opera để cho cái màu này nó ngả về màu hồng da. Các bạn nhớ là mình cho một ít thôi nhé, đừng cho nhiều quá là sẽ ngả ra màu hồng, nó không đẹp đâu. Thêm một chút màu vàng để cho màu này nó đượm tươi lên. Khúc này là mình canh chỉnh giữa màu trắng với màu hồng để cho cái màu này nó ra thành màu da hồng. Mình thấy cũng khá là giống rồi đó. Bây giờ mình tô thử lên giấy thử và so sánh hai màu và coi nó có độ gần giống nhau hay không. Mình thấy nó chưa đủ độ sáng cho nên mình có cộng trắng thêm. Rồi mình thấy khá là giống rồi đó các bạn. Ok. Màu số 6 là mình lấy từ màu xanh lá số 73, cộng thêm màu ochre số 6, tức là một phần đất. Và mình cũng có cộng thêm màu trắng. Trước tiên là mình sẽ lấy cái màu xanh lá 73 ra. Cộng thêm trắng vào để nâng sáng và giảm bớt cái độ xanh lá của nó đi. Sau đó mình cộng thêm màu vàng đất, tức là màu dưa lá cơ này vào để cho cái màu này nó không còn quá là thuần lạnh nữa. Cái màu này nó gợi cho mình cảm giác giống như là nó có một chút màu nâu trong này, tại vì màu vàng đất mà nó có chút nâu. Như thế thì nó mới phù hợp với cái gam mà mình đang xài. Màu này pha dễ ha, rất là nhanh. Ok, chúng ta thử ra giấy thử. Nhìn từ xa thì các bạn thấy là khá là giống rồi ha. Wow, cực kỳ giống luôn mặc dù màu chưa khô. Để mà pha ra màu số 7 á, là mình lấy lại màu số 6, cộng thêm màu xanh lá số 63, màu saffron, và cộng thêm màu rau ombre số 75. Cái màu saffron này nó có màu giống như là cây rêu á. Mình cho màu số 63 vào trước để cho cái màu này nó ngã về màu xanh, và cộng thêm màu rau ombre để cho cái màu xanh này nó ngã về cái màu cỏ úa. Việc của mình là chỉ việc canh liều lượng giữa hai cái màu này thôi. Ở hai màu này có vẻ như là mình sẽ phải cho cái màu saffron nhiều hơn là màu 75 ha. Rồi thử lên giấy thử. Các bạn thấy là tuy rằng cái màu này còn ướt nhưng mà nó đã khá là giống rồi ha. Màu số 8, màu cuối cùng là mình lấy từ màu số 7 và mình chỉ cộng thêm màu xanh da trời số 72 thôi. Lát nữa đây thôi các bạn sẽ thấy cái màu này nó rất là xinh xẻo.
Và mình cũng bật mí với các bạn, đây là một trong những màu mà mình rất là yêu thích và hay xài. Các bạn thấy đó là mình đã cho rất là nhiều cái màu xanh da trời vào, mục đích là để cho cái màu này nó chuyển hẳn về màu xanh. Rồi chúng ta hãy thử lên giấy thử. Ngay từ lúc còn ướt là mình đã thấy cái màu này nó cũng đã khá rất là giống với cái màu mẫu rồi. Và khi đợi khô thì mình nghĩ là nó sẽ càng giống hơn nữa. Nào, đặt hai bài cạnh nhau nè. Khá giống ha. Rồi mời các bạn coi lại 8 màu mình đã pha ha. Rất là xinh xẻo. Cảm ơn các bạn đã xem. Mình vừa hoàn thiện xong khâu giới thiệu và hướng dẫn các bạn cách pha lại các gam màu mà mình đã gợi ý. Ở đây chúng ta có 3 gam như là gam lạnh này, gam tương phản và gam nóng trầm. Tương ứng với gam lạnh chúng ta có gam phổ biến như là gam lạnh này, một gam tương phản đẹp như là gam này và gam màu mới lạ như là gam này. Với cái tỷ lệ pha lại giống rất là cao. Điều kiện là các bạn sẽ phải có những cái loại màu giống như mình. Tất nhiên nếu không có chúng ta có thể thay thế bằng những cái loại màu khác. Nhưng mà cái tỷ lệ giống nó sẽ không còn trên này nữa. Còn nếu các bạn thấy cái clip này khá là hay và muốn mình làm thêm phần 2 thì vui lòng comment ở dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo nha. Bye bye.